Xin chào tất cả các bạn nhé. Như các bạn thấy đây, có thể là rất nhiều khi các bạn quên mật khẩu màn hình, các bạn không nhớ mật khẩu màn hình là gì thì cũng không thể mở được. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn có hai cách để các bạn có thể mở khóa màn hình. Thì tùy vào từng trường hợp mà các bạn áp dụng vào cái cách của mình nhé. Thì mỗi một cách thì sẽ có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông nhé. Đây sẽ là kênh chia sẻ rất nhiều thủ thuật hay về phần mềm trên điện thoại di động và các cái thủ thuật về điện thoại nhé. Hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ để thực hiện mở khóa được cái thiết bị của bạn thì các bạn hãy làm theo mình là các bạn dùng một cái trình duyệt của một cái thiết bị khác nhé. Các bạn truy cập vào trình duyệt nào cũng được, Chrome, Safari hay là Cocos, Firefox, trình duyệt nào cũng được. Thì các bạn gõ vào trang cho mình là finmymobile.samsung.com kìa. Thì các bạn gõ vào cái trang web này. Thì cái cách này thì áp dụng cho với những cái điện thoại của Samsung nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể mở khóa được màn hình. Còn đối với các thiết bị khác thì các bạn hãy đón xem ở phần sau nhé. Rồi các bạn ấn vào đăng nhập. Thì lúc này các bạn hãy nhớ cho mình cái Samsung account, bởi vì trên tất cả thiết bị của các bạn đều có một cái tài khoản Samsung account. Thì các bạn hãy nhớ cái tài khoản Samsung account này mà lúc các bạn đăng nhập vào máy ấy. Thì lúc này các bạn chỉ cần nhớ cái tài khoản này thôi, sau đó các bạn nhập mật khẩu vào đây thì các bạn sẽ có thể là lấy lại được nhé. Các bạn có thể mở khóa được nhé. Các bạn hãy nhập đúng cái mật khẩu của tài khoản Samsung account vào đây. Các bạn đợi một chút thì thiết bị của các bạn sẽ được kết nối đến như thế này. Kết nối được đến với cái phần mềm này. Các bạn chỉ nhìn thấy ở trên màn hình này. Các bạn thấy nhá, nó có kết nối được rồi thì các bạn chỉ cần ấn vào cái chữ mở khóa này. Đến đây thì các bạn vui lòng nhập lại mật khẩu của cái tài khoản này một lần nữa nhá. Các bạn ấn vào kế tiếp này. Thì các bạn chỉ ấn mở khóa một cái là ngay lập tức thiết bị của các bạn sẽ được mở khóa ngay. Ok, như thế là các bạn đã thấy là thiết bị cần được mở khóa thì đã mở được rồi nhé. Các bạn cũng không phải nhớ mật khẩu nữa. Thì lúc này nó sẽ cho phép các bạn đặt lại mật khẩu và các bạn sử dụng điện thoại bình thường nhé. Thì mình sẽ chỉ các bạn cách số 2. Thì cách số 2 này thì có thể áp dụng đối với tất cả các thiết bị Android nhé. Nhưng mà có một cái lưu ý là các bạn khi sử dụng cách này thì các bạn xác định là cái thiết bị các bạn sẽ được đặt lại như ban đầu và nó sẽ mất hết dữ liệu nhé. Thì thông thường khi các bạn mà đã quên mật khẩu mà không thể mở được thì các bạn cũng xác định là khi các bạn mang máy ra tiệm ấy, thì tiệm họ cũng, các cái quán sửa chữa họ cũng sẽ reset máy của các bạn, nhưng mà các bạn phải mất thêm chi phí nhé. Còn đây thì các bạn có thể tự thao tác ở nhà được mà các bạn sẽ không phải mất thêm chi phí gì đối với quán sửa chữa. Thì cái này có một lưu ý là các bạn hãy cân nhắc nhé. Nhưng nếu các bạn quên rồi thì mình nghĩ là cách này cũng đã là một cách rất là hữu ích rồi, khiến các bạn không phải mang máy ra tiệm nữa. Thì các bạn cũng dùng một thiết bị khác nhé, cũng dùng một cái trình duyệt của một cái thiết bị khác, lấy một cái điện thoại khác, các bạn truy cập vào cái trình duyệt web bất kỳ, có thể là Chrome, Cocos, Firefox hay là trình duyệt nào cũng được, trình duyệt trên iPhone cũng được. Thì các bạn tìm đến trang Google và gõ vào cái từ khóa cho mình là tìm điện thoại trên Google nhé. Sau đó các bạn ấn Enter cho mình. Thì lúc này nó sẽ đưa ra một cái gợi ý như này, thì các bạn hãy ấn vào cái trang tìm điện thoại của bạn này, Google My Account này. Thì các bạn click vào đó. Lúc này thì nếu như các bạn thiết bị của các bạn mà chưa đăng nhập tài khoản Google ấy, thì các bạn sẽ phải đăng nhập tài khoản Google. Các bạn sẽ phải đăng nhập cái tài khoản Google trên thiết bị của bạn nhé. Thì tất cả các thiết bị Android khi mà các bạn đăng nhập máy, bắt đầu dùng máy thì chắc chắn sẽ có một cái tài khoản Google. Thì lúc này yêu cầu các bạn hãy nhập cái tài khoản Gmail. Cái tài khoản Google là chính là cái tài khoản Gmail của các bạn này. Khi các bạn nhập tài khoản Gmail các bạn vào đây và các bạn tìm kiếm thì nó sẽ, sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ tìm thấy các cái thiết bị của các bạn như này. Thì nếu như các bạn đang muốn mở khóa cái thiết bị nào thì các bạn hãy kích vào thiết bị đó. Đây thì mình đang muốn tìm cái thiết bị này đúng không? Thì đây mình sẽ tìm nhé. Chấp nhận. Đây các bạn hãy chấp nhận một số cái quyền cho nó này. Như vậy là cái thiết bị của các bạn đã được tìm thấy. Thì lúc này các bạn hãy nhìn xuống dưới này. Các bạn để ý dưới này thì các bạn thấy là nó có một cái phần dưới này này. Cái phần dòng cuối cùng này. Tức là xóa toàn bộ. Xóa toàn bộ thiết bị của bạn thì các bạn chỉ cần kích vào đây thôi. Thì lúc này nếu như các bạn ấn xác định xóa reset lại thì các bạn sẽ ấn vào cái nút này. Reset device này, tức là các bạn sẽ xóa hết thiết bị của các bạn đi. Như vậy thì khi các bạn xóa hết thiết bị thì cái mật khẩu trên máy của các bạn cũng sẽ mất đi. Tuy nhiên thì đây mình đang hướng dẫn các bạn nha. Nếu các bạn trường hợp các bạn mắc phải thì các bạn sẽ làm được.
mình không muốn xóa cái thiết bị bên này thì thôi mình sẽ không xóa. Nhưng nếu như các bạn mà trường hợp mà quên mật khẩu và xác định cũng sẽ phải xóa thiết bị thì các bạn hãy ấn vào nút này nhé. Ấn vào nút này thì toàn bộ cái thông tin cái thiết bị bên kia sẽ bị xóa đi và đưa máy của các bạn về trạng thái ban đầu, thì các bạn có thể sử dụng lại máy bình thường. Như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn khám phá xem cách có thể mở khóa màn hình thiết bị của các bạn khi các bạn quên. Thì hai cách này thì nếu các bạn thấy cách nào phù hợp với điện thoại của mình thì các bạn có thể áp dụng nhé. Khi các bạn mà quên không thể nhớ được mật khẩu thì các bạn mang ra tiệm thì cũng về cơ bản thì họ cũng sẽ reset thiết bị của các bạn thôi. Thì các bạn hãy tùy vào tình huống, nếu các bạn điện thoại Samsung và các bạn nhớ cái tài khoản Samsung account thì các bạn có thể sử dụng cách 1, còn nếu không thì các bạn hãy đặt lại thiết bị của bạn tự đặt mà không cần mất thêm chi phí nào cho quan sửa chữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới nếu như các bạn gặp vấn đề không xử lý được cái việc mà mở khóa thiết bị nhé. Mình sẽ hỗ trợ các bạn ở phần dưới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.